Trên thế giới, Nga liên tục đột phá phòng tuyến Ukraine. Hungary cảnh báo nếu châu Âu can dự vào Ukraine, thế chiến thứ ba sẽ xảy ra. Tại Hà Lan, chỗ đậu xe ô tô đắt giá hơn một căn nhà. Tại Trung Quốc, nghiên cứu kéo dài tuổi thọ gây tranh cãi về đạo đức. Tại Việt Nam, ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai, số ca nhập viện tăng lên 555 người, hai trẻ rất nặng. Phà ngang sông Hậu ngưng hoạt động, dân phải đi vòng cả chục cây số. Tạm hoãn xuất cảnh 7 người nước ngoài để điều tra vụ nổ lò hơi. Mẹ chồng, con dâu mua trứng vích Côn Đảo bị phạt hơn 1 tỷ đồng. Nguyên Ngọc xin được chào đón quý vị tiếp tục đến với chương trình tối nay ngày 4 tháng 5 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi tối an lành và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Nga liên tục đột phá phòng tuyến Ukraine. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong buổi họp với các lãnh đạo quân đội rằng các đơn vị Nga đang liên tục tấn công mạng lưới cứ điểm Ukraine, kiểm soát thêm hơn 100 km2 lãnh thổ trong tháng 4. Tổng lãnh thổ mà Nga chiếm được trong năm nay đã lên tới 547 km2. Ước tính quân đội Ukraine đã tổn thất 111.000 binh sĩ từ đầu năm đến nay. Ông Shoigu khẳng định, các cánh quân Nga tiếp tục đột phá mạng lưới cứ điểm kiên cố của đối phương trên toàn tiền tuyến. Nhiều đơn vị Ukraine cố gắng bám trụ các phòng tuyến đơn lẻ nhưng phải bỏ vị trí và rút lui dưới sức ép của lực lượng Nga. Quan chức Nga tuyên bố, lực lượng Ukraine đã hứng chịu thương vong hơn 111.000 người kể từ đầu năm, buộc Kiev siết chặt quy định tổng động viên và tìm kiếm nguồn tân binh thay thế. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Hungary cảnh báo nếu châu Âu can dự vào Ukraine, thế chiến thứ ba sẽ xảy ra. Cũng vào ngày 3 tháng 5, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng chỉ cần có thêm một nước châu Âu can dự vào xung đột Ukraine, nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới sẽ xuất hiện bởi đó chắc chắn là thành viên NATO. Nếu một nước NATO xung đột trực diện với Nga, thế chiến thứ ba là không thể tránh khỏi. Ông Szijjarto cảnh báo châu Âu đang trong tình trạng khẩn cấp vì các lãnh đạo tại nhiều nước trong khu vực đã có những phát ngôn hành động thiếu suy xét kỹ lưỡng và đang khiến rủi ro xung đột vũ trang gia tăng và lan rộng. Ngoại trưởng Hungary bày tỏ sự lo ngại khi phóng viên nhắc tới Tổng thống Pháp. Đã xuất hiện những tuyên bố điên rồ thời gian qua đề cập khả năng đưa quân đội châu Âu vào Ukraine hay thậm chí là kêu gọi phá vỡ hiệp ước, triển khai vũ khí hạt nhân. Tuyên bố được Ngoại trưởng Hungary đưa ra trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Nghị viện Liên minh châu Âu-EU vào ngày 9 tháng 6. Ông kêu gọi cử tri Hungary ủng hộ những đảng phái châu Âu có lập trường ủng hộ ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine và nối lại đàm phán Kiev-Moscow để chấm dứt xung đột. Ông Szijjarto lập luận rằng cuộc chiến tại Ukraine sẽ không bao giờ kết thúc nếu các thế lực hiếu chiến giữ được quyền lực ở Nghị viện châu Âu. Ngoại trưởng Hungary nói EU và NATO đang gấp rút đàm phán kế hoạch viện trợ quân sự cả 100 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm cho Kiev. Do đó, Hungary và các nước cần cử các đại biểu ủng hộ hòa bình vào cơ quan này. Hà Lan, chỗ đậu xe ô tô đắt giá hơn một căn nhà. Thưa quý vị, giá nhà hay chỗ gửi xe ô tô ở mức cao vốn không còn xa lạ gì ở phương Tây, nhưng việc một chỗ để xe ở Hà Lan được giao bán gần nửa triệu euro còn cao hơn cả giá nhà trung bình của nước này đã gây sốc cho toàn thế giới. Tọa lạc tại Hoogstraat, cạnh công viên Wonder nổi tiếng của Amsterdam, chỗ đỗ xe trong nhà đang được quảng cáo từ đầu tháng 5 với giá bán là 495.000 euro, tương đương với khoảng 13,5 tỷ đồng. Quảng cáo viết rằng, chúng tôi đang bán hoặc cho thuê một chỗ đậu xe trên phố mua sắm nổi tiếng và độc quyền nhất ở Hà Lan. Theo quảng cáo, không gian rộng 18m2 khép kín của chỗ đỗ xe này rất phù hợp cho những chiếc xe lớn và có đủ không gian cho tài xế và hành khách bước ra ngoài. Chỗ đậu xe cũng có thể được thuê với giá là 750 euro một tháng, tương đương với 20 triệu đồng. Đài truyền hình Hà Lan RTL News đã gọi đây là chỗ đỗ xe đắt nhất ở Hà Lan. Hiện tại có hàng trăm chỗ đậu xe đã được giao bán ở Hà Lan, nhưng mức giá này là gây sửng sốt. Hà Lan là một trong những quốc gia đông dân nhất châu Âu với 17,8 triệu người, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở trầm trọng. Quốc gia này đang cần khoảng 400.000 ngôi nhà. Giá nhà trung bình ở Hà Lan là 430.000 euro, tương đương với 11,7 tỷ đồng vào năm 2023 và những người có mức lương trung bình đang không có đủ điều kiện để mua trong thị trường nhà ở Amsterdam.
Chuyển qua tình hình tại Trung Quốc, nghiên cứu kéo dài tuổi thọ gây tranh cãi về đạo đức. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, truyền thông Trung Quốc đưa tin các nhà khoa học vừa cô lập được một thành phần chống lão hóa trong máu chuột non, giúp chúng sống trung bình từ 840 ngày lên đến 1.266 ngày, tương đương với 120 đến 130 năm tuổi ở người. Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện của họ có thể mang lại hy vọng giúp cho con người chống lại các bệnh liên quan đến tuổi tác và cải thiện sức khỏe suốt đời. Nhà nghiên cứu Trương Trấn Vũ cho biết, việc tiêm thuốc cũng cải thiện sự suy giảm chức năng liên quan đến tuổi tác ở chuột già, bao gồm cả hồi hải mã, cơ, tim, tinh hoàn và xương. Tuy nhiên, thì nghiên cứu này khiến cho một số độc giả lo ngại. Một người thắc mắc rằng, cần bao nhiêu máu cho kiểu điều trị này? Tôi không dám nghĩ đến điều đó. Một người khác thì cho rằng, nếu trong máu trẻ sơ sinh chứa một lượng lớn yếu tố trẻ hóa thì không biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ phải chịu đựng khi thực nghiệm này áp dụng vào thực tiễn. Suy đoán rằng liệu pháp trao đổi máu có thể giúp đảo ngược quá trình lão hóa đã tồn tại trong nhiều thập niên, một số nhà khoa học đã thử nghiệm nó, mặc dù hiệu quả của liệu pháp này đã gây tranh cãi từ lâu do thiếu bằng chứng rõ ràng. Năm 2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đưa ra cảnh báo an toàn về việc truyền huyết tương từ những người hiến tặng trẻ tuổi để ngăn ngừa các tình trạng như lão hóa hoặc mất trí nhớ, đồng thời cho biết nó không có lợi ích lâm sàng nào được chứng minh. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển qua các thông tin tại Việt Nam. Vụ ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai, số ca nhập viện tăng lên 555 người, hai trẻ rất nặng. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 4 tháng 5, đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết các bệnh viện đã ghi nhận tổng cộng là 555 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh. Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, trong số 12 bệnh nhi được điều trị tại cơ sở này thì có 2 ca tiên lượng rất nặng đang lọc máu và điều trị tích cực, 2 ca nặng. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, thì tiệm kinh doanh trong vụ việc bán bánh mì thịt bao gồm có bánh mì, pate tự làm, trong đó có gan heo và thịt mỡ, chả lụa, thịt nguội, thịt heo, dưa muối chua tự làm, trong đó có cà rốt, củ cải trắng, nước sốt tự làm, gồm có nước hầm, thịt heo, hạt nêm. Trong ngày 30 tháng 4, thì quán đã bán hơn 1.100 ổ bánh mì. Phà ngang sông Hậu ngừng hoạt động, dân phải đi vòng cả chục cây số. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 5, chủ bến đò ngang cặp sông Hậu tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ dán thông báo tạm ngừng hoạt động. 3 phà 90 đến 100 tấn neo tại bến, 12 nhân viên, tài công, thợ máy ngừng việc làm. Do bến phà phía Cần Thơ dừng chạy, bên kia sông, quản lý bến đò tại phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long với 3 phà tương tự cũng phải tạm đóng cửa dù giấy phép còn hiệu lực đến hết tháng 6 và đang được làm thủ tục gia hạn hoạt động. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, chủ bến phía Cần Thơ cho biết, bến hoạt động ổn định 13 năm qua, máy móc, phương tiện, bến bãi, nhân viên và tài công đều đảm bảo. Tuy nhiên, vào cuối tháng 1 vừa qua, địa phương cho rằng một số nội dung trong giấy phép đã cấp trước đây không còn phù hợp quy định hiện hành nên không thể gia hạn. Cũng theo bà Thủy, dù đã nhiều lần bổ sung hồ sơ, hợp đồng thuê đất để gia hạn giấy phép hoạt động nhưng vẫn chưa được giải quyết. Vào ngày 2 tháng 5 vừa qua, Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Công an quận Ninh Kiều đã yêu cầu bến tạm ngưng hoạt động. Do đó, vào sáng ngày 3 tháng 5, sau khi chở hết khách qua sông vì chưa kịp thông báo, bến đã phải ngưng cho phà chạy. Ông Nguyễn Văn Tấn, 51 tuổi, ở thị xã Bình Minh cho biết, 13 năm qua, mỗi ngày hai lượt ông đều chở bánh tiêu qua phà này để sang quận Ninh Kiều và Bình Thủy bán. Nay phà không chạy, ông phải chạy vòng lên cầu Cần Thơ, xa hơn khoảng 10 km và mất hơn khoảng 30 phút so với đi phà. Hiện chưa rõ cơ quan chức năng địa phương sẽ xử lý ra sao đối với vụ việc này. Trước khi bắt buộc dừng hoạt động, mỗi ngày bến phà có trên 50 chuyến qua lại, thường xuyên có từ 300 đến 400 người bán bánh, bán xôi, bán vé số dạo hay là mua ve chai, lao động làm việc các công ty doanh nghiệp ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy qua phà. Tạm hoãn xuất cảnh 7 người nước ngoài để điều tra vụ nổ lò hơi. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 4 tháng 5, giới chức tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với 7 người nước ngoài làm việc tại công ty gỗ Bình Minh để phục vụ điều tra vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong và 5 công nhân bị thương. Trước đó, ông Feng Zhong, Chủ tịch Trung Quốc, Giám đốc công ty gỗ Bình Minh đã bị tạm giữ. Công an Đồng Nai đã tiếp tục làm việc với một số người liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân vụ nổ là do lỗi kỹ thuật lò hơi.
Trước đó một ngày, lò đã bị hư, công ty gọi đơn vị bảo dưỡng đến sửa chữa. Đến sáng ngày 1 tháng 5, khi công nhân vào vận hành chuẩn bị hoạt động thì xảy ra sự việc này. Mẹ chồng con dâu mua trứng vích Côn Đảo bị phạt hơn 1 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa xét xử vụ án mua bán, tàng trữ và vận chuyển 4 quả trứng vích, thưa quý vị. Theo đó, hai bị cáo cùng chú tại Côn Đảo là Lương Kiều Tính lãnh 1 năm tù và Phạm Anh Tuấn lãnh 1 năm tù nhưng được hưởng án treo. Còn hai nữ du khách là Đỗ Thị Lệ Hoa bị phạt 500 triệu đồng và Lê Thị Chi bị phạt 550 triệu đồng, bị cáo Hoa là mẹ chồng của bị cáo Chi. Hồ sơ vụ án thể hiện như sau. Vào sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, bà Hoa và Chi đã cùng với gia đình đến Côn Đảo để du lịch. Quá trình ở nơi này, bà Chi đã mua 5 quả trứng vích của Lương Tiểu Tính do tài xế taxi Phạm Anh Tuấn làm trung gian. Số trứng này được cất vào vali của vợ chồng bà Hoa để sáng ngày 12 tháng 6 rời khỏi Côn Đảo. Tuy nhiên, an ninh sân bay đã phát hiện và nghi ngờ đó là trứng vích nên báo với các cơ quan chức năng để xử lý. Vích hay còn gọi là rùa biển là động vật hoang dã quý hiếm và nguy cấp được pháp luật bảo vệ. Trong những năm qua, các ngành chức năng ở Côn Đảo đã phát hiện và xử lý hình sự nhiều vụ liên quan đến tàng trữ, vận chuyển trứng vích và bộ phận của vích. Quý vị thân mến, chữa lành đang được xem là trào lưu mới nhất tại Việt Nam, thưa quý vị. Tranh thủ những ngày nghỉ thì nhà nhà đã đổ ra biển để chữa lành, người ở nhà thì cũng hóng các tin tức về chữa lành. Thật kịp thời để bù đắp cho lối sống đang hối hả, đúng không ạ? Và kỳ thực thì tác giả của bộ 5 cuốn sách nổi tiếng Cơ thể tự chữa lành do ông Anthony William cho rằng chữa lành không nên chỉ là một trào lưu mà nên là một hoạt động liên tục, thiết thực mỗi ngày. Bởi lẽ, từ lâu lắm rồi, con người chúng ta hữu ý hay là vô ý mà đã đối xử quá tệ bạc với bản thân mình, làm cho các cơ quan nội tạng thường xuyên phải gồng mình để chống chọi đến mức kiệt quệ. Và biểu hiện ra bên ngoài là rất nhiều chứng bệnh mãn tính khó chữa mà chúng ta đã từng nghe thấy, nào là ung thư, Alzheimer, chứng đa xơ cứng, vô sinh, tiểu đường, bệnh xơ cứng teo cơ một bên, bệnh tự kỷ, mất ngủ, trầm cảm, rồi cả những vấn đề về da liễu, rụng tóc, rối loạn tiền mãn kinh, vân vân. Và có bệnh đã được đặt tên, còn có bệnh thì chưa biết gọi là bệnh gì. Đã có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành, nhưng người ta vẫn chưa biết rõ là chuyện gì đang thực sự diễn ra cùng với các căn bệnh và triệu chứng thì rất phức tạp. Một số đề tài thì lại bị cố tình giấu nhẹm đi hay là che giấu sự thật. Và rốt cuộc thì khiến cho ngày càng nhiều người hơn nữa thấy mất phương hướng. Tác giả của cuốn sách Cơ thể tự chữa lành của ông Anthony William cùng với sự trợ giúp mà ông đã kể, đó là một sinh mệnh từ không gian khác mà ông gọi là hồn, đã chỉ dạy cho ông rất nhiều sự thật. Chúng đôi khi đơn giản đến bất ngờ, nhưng hầu hết đều theo thiên hướng là thuận tự nhiên, giúp cơ thể thải độc, sửa chữa và hồi sinh sau những thập niên sai lầm trong quan niệm, trong lối sống và trong ăn uống của chúng ta. Ví dụ như thứ mà ông gọi là tứ bất dung, bao gồm bức xạ, kim loại nặng độc hại, sự bùng nổ của virus và thuốc trừ sâu DDT. Bốn món này đã tàn phá cơ thể của chúng ta suốt hàng chục năm qua, tác hại truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác mà khiến cho người ta dễ đổ lỗi là do di truyền. Chúng tạo điều kiện cho sự lây lan các căn bệnh bí ẩn như hiện nay, làm cho người ta phải thao thức hàng đêm vì bệnh tật, tăng thêm biết bao thử thách trong cuộc sống. Hơn thế nữa, tác hại của chúng được khuếch đại khi kết hợp với nhau. Cha mẹ tiếp xúc nhiều với thuốc trừ sâu sẽ truyền thừa sang con cái tiếp xúc với kim loại nặng, đặc biệt là nhôm, tổ hợp này sẽ gây ra ung thư não. Kim loại nặng cũng là thức ăn ưa thích của virus, vì thế mà một con vi trùng hay là thay vì nằm hoặc là bị đào thải ra khỏi cơ thể, nó sẽ sinh sôi nảy nở khi gặp những món ngon như là thủy ngân hay là nhôm. Rồi còn bức xạ nữa, ngày nay không đâu là không có bức xạ thưa quý vị. Sóng điện từ, điện thoại, wifi, các vật dụng trong gia đình chúng ta. May mắn rằng thiên nhiên luôn luôn có sẵn thuốc giải và cơ thể người là một khả năng chữa lành kỳ diệu gần như là vô tận nếu chúng ta biết cách sử dụng. Vâng, hãy cùng học cách sử dụng cơ thể người của chúng ta bởi đó là một báu vật tinh anh của đấng tạo hóa. Và Khỏe Tự Nhiên sẽ cùng với quý vị lần lượt khám phá các chủ đề này trong các video Sống Khỏe Mỗi Ngày tiếp theo quý vị nhé. Trước khi đến với các phần tiếp theo để cơ thể có thể tự chữa lành thì ngay ngày hôm nay thôi, chúng ta hãy cùng chữa lành bằng việc ăn nhiều rau xanh, uống nước ấm, đi ngủ đúng giờ và giữ cho mình một tâm hồn thư thái để có một giấc ngủ ngon quý vị nhé. Và chương trình hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.